Mỗi một camera thì bên mình sẽ tặng cho khách hàng là miễn phí 10 mét dây tín hiệu liền nguồn đến từ Sino. Thì giá của một bộ một cam thì giá bán chưa bao gồm ổ cứng đó là 1.990.000 đồng, đã bao gồm VAT. Bộ hai camera là 2.810.000 đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của nhà thông minh Quý Vị chúng tôi. Hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đây là những mẫu camera đến từ thương hiệu Hikvision. Ở đây là những cái bộ camera có chất hình ảnh là 2.0 megapixel. Đây là những cái mẫu phổ thông nhất hiện giờ sử dụng cho gia đình, cửa hàng, nhà hàng và văn phòng hoặc là các cái trường mầm non. Còn với cái số lượng từ 1 cho đến 16 cam thì chúng ta sẽ nên sử dụng cái bộ camera của Hikvision như thế này, bởi vì nó có những tính năng cực kỳ là ưu việt, cực kỳ là tốt, và trong thời gian bên mình đã thực hiện thi công lắp đặt cũng rất là nhiều rồi thì bên mình đã lựa chọn ra cái thương hiệu Hikvision này về để đảm bảo cái vấn đề chất lượng hình ảnh cũng như là chế độ bảo hành sau khi bán hàng. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn đây là cái con camera thường xuyên để lắp trong nhà, đây là cái dòng camera dome. Ở đây mình sẽ đưa nó lại gần để cho quý vị và các bạn hãy cùng nhìn và theo dõi. Với con cam dome này thì nó khá là nhỏ gọn, thì nó chỉ vừa trong lòng bàn tay, và với con cam này thì nó chỉ phù hợp lắp trong nhà, không chịu được mưa gió với cái thời tiết ở ngoài trời. Con cam này thì trên đây phần ống kính và đây là cái phần mắt nét ban đêm thì nó sẽ giúp cho cái việc con cam này có thể nhìn vào ban đêm, hình ảnh nó thu lại được hình ảnh đen trắng với tầm xa hồng ngoại nhìn xa là 20 mét. Tiếp theo là cái con camera thân, và cái con cam thân này thì cái thân vỏ nó chỗ phần này thì nó là bằng sắt, tất cả chỗ này đều bằng sắt hết. Ở đây quý vị và các bạn nhìn thấy đây là cái tem bảo hành của hãng, và khi hoàn thành lắp đặt xong bên mình cũng có một cái tem đây để đánh dấu cái ngày mà bên mình thực hiện lắp đặt hoàn thành xong và chuyển giao cho khách hàng. Ở đây là cái con cam này thì có cái thông tin về cái sản phẩm như sau, cái model của nó nhá. Bây giờ mình đặt sát lại gần đây để giúp cho quý vị các bạn nhìn rất là rõ này. Cái con model này nó là DS2CE16DOTIR với cái ống kính là 3.6, và với cái con cam dome thông tin sản phẩm nó ở đây này, ở trên kia thì nhìn sẽ không rõ được. Quý vị các bạn nhìn thấy nha, model của nó là DS2CE56DOTIRP. Đây là model của cái con cam dome này. Bên mình công khai model luôn cho quý vị các bạn cùng xem. Con mẫu con này thì thường xuyên để lắp trong nhà này, con này để dùng trong ngoài trời này. Bên mình sử dụng cái đầu ghi có cái vỏ bằng sắt nên có chữ là 7200 series. Quý vị nhìn rõ nha. Và model thì bên mình sẽ công khai cho quý vị các bạn luôn. Ở đây. Đây. Model của nó là DS7204HGHI-F1. Mình sẽ mở bên trong cái hộp này ra. Và vừa rồi mình đã mở hộp cho quý vị và các bạn xem là cái đầu ghi hình của đến từ Hikvision bên trong nó sẽ gồm có những phụ kiện gì, thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho quý vị. Đầu tiên, đó là một cái sách hướng dẫn sử dụng cái đầu ghi hình như này đến từ Hikvision. Còn đây là một cái dây. Còn đây là hai cái rắc này sẽ kết nối với cái ổ cứng, với cái ổ cứng nó sẽ gắn vào bên trong cái đầu ghi hình này. Còn đây là cái vít để bắt ổ cứng vào cái đầu ghi hình. Thế, và phụ kiện ở đây là cái con chuột, còn đây là cái nguồn đi kèm theo ở trong cái đầu ghi này. Quý vị quan sát mặt trước mặt sau của cái đầu ghi nhá. Đây là những phần các phần kính tản nhiệt của nó này. Ở đây là sẽ có bốn cái camera sẽ cắm vào đây. Chúng ta sẽ sử dụng 1 cho đến 4 thì chúng ta sẽ mua cái đầu nha. Đây là chân HDMI, đây là chân VGA. Nếu chúng ta chuyển lên TV chúng ta sử dụng dây HDMI. Nếu mà ra cái màn hình máy tính thì chúng ta sử dụng cái dây VGA này. Còn đây là dây cắm internet vào đây. Sẽ cắm cái một đầu USB chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ cắm cái dây con chuột vào đây. Chân cắm con chuột đây. Đây là cái chỗ cắm nguồn. Ở phần này là cái phần dây tiếp điện xuống dưới để tránh cho cái đầu ghi này nếu trong trường hợp bị sét đánh thì nó sẽ không bị cháy cái đầu ghi. Thì còn những phần phụ kiện đi kèm theo của cái bộ camera này sẽ gồm có những gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với đây là cái jack DC. Cái jack DC này là cái jack để truyền cái nguồn từ cái con nguồn này tới cái con cam này thông qua một hệ thống dây nguồn đến từ Sino thì bên mình đang cung cấp với cái chất lượng rất là tốt, nên quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng dây của Sino. Còn đây là cái chân DC. Chân DC này cắm vào đâu? Để... Đây,
đây cái chân DC chúng ta sẽ cắm vào đây. Bây giờ sẽ được cắm như này. Đó. Với mỗi một con cam thì chúng ta sẽ sử dụng hai BNC và một DC. Hệ thống cam mà sử dụng từ 1 cho đến 4 cam thì bên mình sẽ sử dụng cái nguồn nó bé hơn cái này một chút. Đó là cái nguồn 5A, 6 cho đến 10 cam thì bên mình sẽ sử dụng cái hệ thống cái nguồn 12V, 10A. Kia là ổ cứng. Và với cái ổ cứng như thế này thì tùy theo cái lưu lượng chúng ta cần lưu trữ thì bên mình đang có những cái ổ cứng có dung lượng từ 500G cho đến 500G, 1T, 2T, 4T và lớn nhất là 6T. Và sau đây thì mình sẽ báo giá cho quý vị và các bạn cái bộ camera như này từ 1 cho đến 8 cam để cho quý vị và các bạn có thể được nắm được cái thông tin về cái sản phẩm này nếu như chúng ta đang có nhu cầu lắp đặt camera. Với bộ camera bên mình thì cấu hình như trên thì chưa bao gồm ổ cứng. Mỗi một camera thì bên mình sẽ tặng cho khách hàng là miễn phí 10 mét dây tín hiệu liền nguồn đến từ Sino. Thì giá của một bộ một cam thì giá bán chưa bao gồm ổ cứng đó là 1.990.000 đồng đã bao gồm VAT. Bộ hai camera là 2.810.000 đồng. Bộ ba camera là 3.630.000 đồng. Bộ 4 camera là 4.450.000 đồng. Bộ 5 camera là 5.540.000 đồng. Bộ 6 camera là 6.320.000 đồng. Bộ 7 camera là 7.100.000 đồng. Bộ 8 camera là 7.880.000 đồng. Còn đây là cái ổ giá của các ổ cứng. Tùy theo chúng ta sẽ lưu trữ trong thời gian bao lâu và với cái số lượng là bao nhiêu cam thì ổ cứng ở đây thì bên mình sẽ bán cái ổ cứng từ 500G trở lên với giá của ổ cứng đi kèm theo. Đó là ổ cứng 500G giá của nó là 520.000 đồng, ổ cứng 1T là 1.350.000 đồng, ổ cứng 2T đó là 1.950.000 đồng và ổ cứng 4T nó là 2.950.000 đồng. Như thế này thì bên mình đang có cái chính sách bảo hành như sau. Với tất cả camera như của đến từ Hikvision thì bên mình sẽ bảo hành trong thời gian là 24 tháng. Còn bên mình sẽ có cái dịch vụ hỗ trợ tận nơi cho quý vị, sửa chữa tận nơi cho quý vị bất kỳ vấn đề gì trong vòng 6 tháng thì bên mình sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến tận nơi kiểm tra cho quý vị trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp đặt. Và bên mình có một cái sách bảo hành thật sự là ưu việt hơn so với các đơn vị mà đã từng cung cấp cái sản phẩm này trên thị trường, đó là kể cả trong thời gian mà quý vị và các bạn có hết bảo hành trong thời gian là 1 tháng thì bên mình vẫn có thể hỗ trợ được cho quý vị và các bạn để bảo hành. Và ngoài ra thì mình sẽ có những gói nó cao cấp hơn, đặc biệt hơn với cùng model như này nếu như chúng ta tham gia một cái gói bảo hiểm để giúp cho chúng ta sử dụng yên tâm hơn trong quá trình chúng ta sử dụng thì bên mình có cái dịch vụ đó là bảo hành kể cả cháy nổ trong trường hợp mà sét đánh hoặc là sự cố chập cháy điện thì bên mình cũng có cái dịch vụ bảo hành như vậy. Với mỗi bộ camera như này chúng ta sẽ cộng thêm 15% của cái giá tiền vừa nãy mình đã công bố rồi vào trên từng bộ cam này để giúp chúng ta sử dụng hoàn toàn yên tâm về mặt chất lượng cũng như dịch vụ sau bán hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bài giới thiệu về cái bộ camera 20MP đến từ Hikvision của bên mình đang cung cấp. Nếu như quý vị nào đang có nhu cầu lắp đặt về camera để đảm bảo an toàn, an ninh cho gia đình chúng ta trong cái mùa Tết sắp tới và đảm bảo cái hoạt động kinh doanh hiệu quả cho các cửa hàng, nhà hàng, văn phòng thì chúng ta hãy tham khảo những cái bộ camera ở trên với cái chất lượng hình ảnh thì mình sẽ gửi tới ở sau cái phần mô tả trong mỗi cái video này. Quý vị và các bạn hãy kích vào cái đường link bên dưới phần mô tả để chúng ta biết được cái chất lượng hình ảnh và những cái công trình bên mình đã thi công lắp đặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.